Rồi, xin chào hết cả nhà buổi sáng. Buổi sáng mình thầy để gửi năng lượng cho bà con, để bà con năng động mạnh mẽ lên nha, chứ đừng có nói là buổi chiều tới rồi xìu xìu ỉnh ỉnh. Thành ra là thầy mặc dù là rất là bận nhưng mà thầy vẫn luôn luôn theo dõi, chứ cái là không có lúc nào cũng mở camera được, là tại cùng một lúc hai lớp thì sẽ không để, tại vì khi mở camera lên thì nó sẽ lên màn hình bên này. Rồi bên này nhìn thấy quý vị đang ngủ gục hay là đang ngồi mà nghiêng ngửa là có xấu hổ lắm. Thành ra là có những lúc nào mở camera được là mở camera, nhưng mà vẫn phải có một cái màn hình iPhone để mà đồng hành, kiểm soát chứ không phải kiểm soát, nhưng mà để đồng hành, giống như ngày hôm qua quý vị ngồi ăn mà thấy quý vị không có ngồi nghiêm chỉnh. Ba nguyên tắc căn bản của mình là gì? Cái này là mình phải nhớ và mình phải thực hành, tại vì không ai có thể thực hành được cái điều này cho mình, hiểu chưa? Thành ra có khi là mình nghĩ rằng tại sao mình đang nuôi dưỡng mình bằng những cái thức ăn rất dinh dưỡng, mình cũng đang nghĩ là mình ngồi mình tu tập mà tụng kinh gõ mõ rồi trì chú ngon lành lắm, mà tại sao nó không có cái gì chuyển hóa, là tại vì những cái cơ bản nhất mình không làm xong. Vậy thì khi mình ngồi bình yên, nhớ chưa, khi mình ngồi bình yên tức là mình không ăn không uống gì hết, nhưng mà vẫn là cách cơ bản nhất để thanh lọc và nuôi dưỡng, và là nuôi dưỡng và trị liệu. Tại sao? Tại vì mình muốn sống, mình muốn duy trì sự sống của mình cần phải có hơi thở. Vậy thì hơi thở vào là nuôi dưỡng sự sống, hơi thở ra là thanh lọc sự sống, thanh lọc cả thân lẫn tâm, và đó là cái cơ bản nhất, dễ dàng nhất. Vậy thì khi mà mình ngồi bình yên, nhắm mắt, không nhúc nhích tay chân, không cử động, không ăn, không uống, không nói, không cười, nhưng mà mình vẫn liên tục thở. Vậy thì ba cái điều căn bản mà mình đã học là gì? Ngồi cho ngay ngắn, cân bằng, đối xứng qua cái trục chính giữa của mình. Thứ hai, thân và tâm hợp nhất. Và cái thứ ba, tâm của mình phải thật là tĩnh lặng, bình yên. Thì đó là cái nền tảng căn bản nhất, cơ bản nhất mà chúng ta phải làm thường xuyên. Cho dù không ăn, không uống, không đi, không nói, không làm gì hết cả. Thì khi mình có làm được cái điều cơ bản đó rồi, thì đến lúc mình cầm một ly nước mình uống, mình cầm một trái nho hay trái chuối mình ăn, thì mình mới bắt đầu mình nâng cấp nó lên thực tế hơn. Nhưng mà nó ít hơn, nó ít hơn là tại vì mình trở về với cái sự tĩnh lặng của mình thường xuyên là dễ dàng hơn. Mình chưa làm được thì làm sao lúc mình uống, lúc mình ăn, lúc mình đi làm việc. Thành ra quý vị phải nhớ cái điều này, là không ai khác hơn chính mình có thể làm được điều này cho mình. Và khi mà các bạn không làm được cái điều này á, thì coi chừng mình sẽ đi hoàn toàn ngược lại những gì mình mong muốn. Tại vì khi mà các bạn không có ngồi cho nó ngay ngắn cân bằng, thì mình đang nuôi dưỡng, là mình nuôi dưỡng sự không ngay ngắn, sự mất quân bình là bệnh lý. Khi mà thân và tâm không có mặt cho nhau, mình tiếp tục nuôi dưỡng là tiếp tục nuôi dưỡng cái sự bất hòa, sự ngăn cách, sự gián đoạn. Cái đó là những cái mà mình đã giải thích rất rõ ràng, rất cơ bản rồi. Và nó chúng ta phải tập ý thức cái điều này cho mình. Ok, thành ra trở lại là chúng ta đã trải qua hết 4 ngày rồi. Có lẽ mình chưa được nhớ hết, bởi vì cái tập khí của mình nó quá lâu rồi, nó quá sâu dày rồi. Thành ra chúng ta tranh thủ cái thời gian nào buổi tối đi làm việc về, hay là bất cứ lúc nào rảnh, mình nghe lại các cái bài lý thuyết. Và điều quan trọng hơn hết là mình phải nhớ tỉnh giác để thực tập, để thực tập. Vậy thì chẳng hạn như khi nào mà các bạn ngồi trước cái máy vi tính, thì chẳng hạn như là mình cũng có thể mở cái phòng Zoom, hay là mình mở cái gì lên để mình nhìn vào, để mình thấy coi như là mình là cái người đối diện, có một cái tấm gương cho mình. Lâu lâu cái mình lấy cái phone của mình cầm cái phone của mình lên, mình turn around nó lại, coi như mình tự chụp hình cho mình selfie, là mình sẽ nhìn thấy mình vào đó. Thành ra đó là những cái người bạn đồng hành của mình. Hay là chẳng hạn như đã chỉ cho quý vị là mình nhìn ra cái cửa, cái bàn, cái ghế, thử xem mình ngồi có ngay ngắn trên bàn hay không. Vậy thì mình phải tập tỉnh giác 5, 10 hay 15 phút mình phải làm. Thì đó là cái cách mà mình thực dụng nhất trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không ai có thể đồng hành với mình được hết cả. Mà bảo đảm khi nào mà quý vị làm cái đó được tỉnh giác thường xuyên, quý vị sẽ thấy cuộc đời mình đã thay đổi rất rõ luôn. Mà quý vị càng tỉnh giác bao nhiêu thì quý vị sẽ thấy mình tiết kiệm được cái năng lượng của mình rất là nhiều, và mình sẽ làm được rất là nhiều việc, và trước hết mình là cái người hưởng lợi nha. Rồi thì ngắn gọn như vậy thôi. Đó là cái mà hôm bữa là thầy tình cờ lâu lâu thầy chỉ quay cái clip một tí xíu, thầy có gửi cho ban điều hành, nhưng mà có lẽ là ban điều, tại vì thầy không có vào nhóm,
thì quá nhiều nhóm rồi, thành ra là anh chị em MC á, sẽ gửi cái clip đó để cho học viên tự xem lại mình. Đó là một cái điển hình, thầy chỉ quay khoảng một phút cái lúc giờ mình nuôi dưỡng thôi. Vậy thì cái lúc mình ngồi bình yên, cái lúc mình ngồi nghe lý thuyết vân vân, mình đã có cơ hội là ngồi ngay trước màn hình rồi, nhưng mà mình có quan sát mình hay không? Huống chỉ cái lúc mà mình không có cái màn hình, không có cái tấm gương trước mặt mình. Lần nữa cảm ơn anh chị em luôn luôn đồng hành hỗ trợ cộng đồng, và cảm ơn đại chúng đã dành cái thời gian vào thực tập. Bây giờ thì thầy chỉ có mặt cho bà con mình khoảng chừng 20 phút nữa thôi. Thì ai có những cái chuyển hóa gì nổi bật muốn chia sẻ cho bà con, chia sẻ cho thầy, thì quý vị cứ chia sẻ. Hay là ai có cái gì mà thắc mắc nổi cộm trong các cái bệnh lý của mình thì cũng nhanh chóng giơ tay lên. Ai giơ tay lên trước thì người đó sẽ được ưu tiên trước. Dạ rồi, cả nhà ơi, chúng ta khẩn trương nào. Và mỗi quý vị thì chúng ta sẽ dành thời gian từ 3 đến 5 phút thôi cả nhà nha. Là con xin mời cô Thiên Ân. Dạ, con chào thầy và cả nhà. Con trân trọng biết ơn thầy và ban tổ chức đã cho con có một cái cơ hội để tham gia khóa học. Thì có một để chia sẻ ngắn gọn thì là có một cái điều là con trong cái lúc mà trong những ngày thanh lọc á, thì ở trong ở phía bên trái của con á thầy, là nó cảm giác giống như là nó giống như là nó có một cái gì nó muốn tách ra đó, nhưng mà con không biết, con không có biết là diễn tả như thế nào. Nhưng mà đến sáng nay á, sáng nay thì con đi ra được cái phần rất là bự thầy, rất là bự luôn đó, và con cảm thấy rất là nhẹ luôn. Rồi hai cái lưng phía sau con là ngay chỗ như cái thận bên trái thì nó hơi đau, thì con cũng chưa biết là như thế nào, chưa có hiểu rõ về phần đó. Thì nếu được thì nhờ thầy với ban tổ chức hướng dẫn con thêm những cái phần đó. Còn lại thì con sáng nay thì cả ngày hôm nay con lượm được rất là nhiều kim cương, cho nên là con rất là trân quý cái cơ hội này. Biết ơn thầy và ban tổ chức ạ. Rồi thì mục đích căn bản của cái lớp này là gì? Để tập cho mình yêu thương mình nhiều hơn. Và muốn như vậy thì mình phải tập quay trở về lắng nghe nó. Đó là những cái tiếng nói của những người bạn nhỏ bên trong. Vậy thì cứ tiếp tục quan sát và lắng nghe. Và khi mình càng tỉnh giác bao nhiêu thì cái tuệ giác mình nó phát sinh bấy nhiêu. Như thầy nói, lấy một cái ví dụ đơn giản là bây giờ chẳng hạn như bình thường mình đi trên đất, trên một cái nền gạch xi măng, có rong, có rêu, có nước, hay là có gai, có đá lởm chởm. Nếu mình đi một cách bất giác, mình không chú tâm, mình không lắng nghe, thì mình có thể bị trơn, bị trợt, bị vấp, bị giẫm gai. Nhưng mà khi mà mình yêu quý cái bàn chân của mình thì mình đi một cách rất là tỉnh giác. Dù nó là ban đêm tối thôi, nhưng mà mình càng tỉnh giác bao nhiêu thì từng bước chân của mình nó chạm xuống, mình biết nó trơn, nó nóng, nó lạnh, nó gai, nó góc. Thì như vậy tự động nó sẽ biết cách để bảo vệ nó như thế nào. Thấy không? Thì ở trong cơ thể mình cũng vậy, tức là mình càng cứ lắng tâm mình quan sát thì tự động nó sẽ cho mình. Rồi cái điểm nữa mà mình đã học trong cái bài thư giãn soi sáng và trị liệu, khi mà mình tập trung cái năng lượng của mình vào, mình chiếu rọi á, thì ngay lập tức nó sẽ phát hiện và nó sẽ điều chỉnh cho mình. Ok, sự chữa lành rất là tuyệt vời. Thành ra cứ tập trung vào, cứ lắng nghe quan sát thì nó sẽ cho mình cái câu trả lời và cái cách trị liệu. Rồi chúc anh thành công. Dạ rồi, em xin mời tiếp theo chị Bích Kiều ạ. Em xin chào bạn tổ chức. Trước hết là hôm nay có thầy thì con gửi lời tri ân đến thầy và con biết ơn thầy rất là nhiều. Coi như là vũ trụ dẫn dắt con đến gặp thầy, và con đã thanh lọc được bản thân mình. Và trong cái bài học thì thầy có nói rằng là tự mình thay đổi bản thân mình. À, mình cứ sống thuận tự nhiên thì chưa cần là mình chia sẻ cho người này người kia về cái tốt lành của cái khóa học của mình, nhưng mà mình thay đổi bên trong mình thì mình cũng đã lan tỏa cái năng lượng đó cho mọi người. Thì sau cái khóa học lần thứ nhất thì con đã chuyển hóa được người mẹ của con để mà đi thanh lọc offline. Con thì chỉ được online thôi. Thầy để cái khóa này là thanh lọc thân tâm, có nghĩa là từ cái trong cái tâm ý của mình thay đổi mọi cái thì mình sẽ có được những cái nhận thức tốt và những nhận thức đúng đắn để cho mình có được cái kết quả tốt đẹp trong cái cuộc sống. Và con thì chỉ có là nhai kỹ, khi mà sau cái khóa học thì con chỉ là nhai kỹ và con ăn đúng như những cái gì thầy nói, nhưng mà thật ra con cũng chưa có hoàn thành 100% hết.
nhưng mà đâu đó thì sức khỏe của con rất là tốt, và con cũng giữ một cái thời khóa là con ngồi bình yên vào buổi sáng. Mình thay đổi bên trong thì tự nhiên cái môi trường của mình ở bên ngoài nó cũng mấy, thì con cảm giác là bây giờ hình như là mọi chuyện giống như những cái sự việc mà con đang mong chờ có cái kết quả để con giải quyết cái công việc á, thì con thấy hình như là mọi cái nó rất là tốt đẹp và nó đang đến rất là tốt đẹp đối với con. Thì con mới giật mình, con nói ủa như vậy là có nghĩa là thầy nói chỉ cần là bên trong mình bình yên, mình tĩnh lặng và cái năng lượng của mình hấp thụ từ cái việc mà ngồi bình yên thì nó có giá trị vô cùng. Và cái thứ hai nữa là cái con có đạt một cái kết quả trong cái kỳ đợt này là con là mẹ đơn thân, con có một đứa con trai 11 tuổi. Thì con nói bây giờ nếu mà con thanh lọc thì con phải gửi bạn đi chỗ khác để mà một mình con thanh lọc cho nó yên. Nhưng mà bây giờ gửi thì không được, thế là con phải sắp xếp hết mọi cái thức ăn rồi cho bạn vào cái ngày tối thứ tư. Và con chuẩn bị hoàn tất hết mọi cái cho bạn, con lên cái thực đơn cho bạn thế nào để bắt đầu sáng thứ năm là con vô cái phần khóa của con. Và những cái bài giảng của thầy và những cái video thì con cũng mở cho bạn nghe. Và tới một bữa đó thì bạn nói với con rằng mẹ ơi, con muốn là thanh lọc cùng với mẹ, nhưng mà con chỉ thanh lọc online thôi, khi nào mà có thanh lọc online thì mẹ cho con thanh lọc online với, để mà con cũng muốn có sức khỏe giống như mẹ. Thì thật sự đó là một cái món quà vô cùng quý giá của con. Và sau 4 ngày thì con đã hoàn thành được. Ngày hôm qua là con sổ ra rất là nhiều. Thì ở đây thì con cũng gửi lời tri ân đến thầy. Thầy là một người đã thực sự là đã đưa được những cái kiến thức, trao truyền những kiến thức cho tụi con để có một cái cuộc sống mà sức khỏe và an vui. Và cái nữa là con đã vượt qua được cái thử thách là tuy là có đứa con bên cạnh nhưng mà con vẫn hoàn thành được cái việc và cái sức lo chăm sóc sức khỏe cho mình, và cũng lan tỏa đến cái năng lượng cho bạn là bạn cũng từ từ biết hiểu về cái việc mà ăn như thế nào để cho nó đúng. Đáng lên. Thì hôm trước là thầy có nhắc từ những cái năm mà mới bắt đầu dịch Covid rồi. Thì thầy cũng có nói là đối với những người nào mà chưa biết cái chiến lược này á, thì chúng ta rất là sợ. Nhưng mà khi những người nào mà biết rồi á, thì rất là chủ động. Và đó là lý do tại sao toàn bộ cái đội ngũ thiền nguyện viên của thầy là giai đoạn đầu không có chích ngừa mà vẫn lao vào ngay giữa tâm dịch. Và đặc biệt là khi mà những vị nào mà càng chích nhiều bao nhiêu thì sẽ có nhiều cái tác dụng phụ bấy nhiêu. Và đó là lý do tại sao mà cái chương trình này cố gắng hỗ trợ cộng đồng để đào thải. Và quý vị thấy rằng càng ngày thì cái giới trẻ, cái người trung niên từ 25 cho tới 30, 35 đột quỵ và đột tử rất nhanh. Thì một trong những cái nguyên do là cái phế nang nó bị co cụm lại, nó không có bung ra được ha, thì oxy nó không vào trong tế bào máu, thì máu nó không có lưu chuyển lại. Thành ra thì quý vị thấy đó, tức là vừa rồi có một em tài xế Phương Trang mới có 33 tuổi thôi, rất là khỏe mạnh, mà trong vòng tích tắc có một phút thôi đột quỵ và đột tử, ngay lập tức cứu ông kịp, thấy không? Thành ra cái tình trạng này thế giới nó đã báo động, bây giờ nó tăng lên cái con số là ít nhất là 25% giới trung niên đang có cái biến chứng này. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận, trân quý cái sự thực tập của mình để mà lắng nghe, và thực tập cho nghiêm chỉnh vì cái lợi lạc của chính mình. Rồi mời kế tiếp đi, Xuân Hương mở mic đi. Dạ em chào thầy và cả lớp, rất là biết ơn thầy và ban tổ chức hôm nay em có cơ hội gặp được tiếp thầy. Dạ em thanh lọc có khóa làm chùa, khóa trực tiếp trên chùa Lộc Sơn á thầy. Thì em thực hành tới hôm nay là ngày 18 và còn 3 ngày nữa là đủ 21 ngày. Thì em số giàu đầy đủ, em làm đúng như những gì ban tổ chức hướng dẫn và thầy hướng dẫn. Thì hiện giờ em về nhà thì em ngồi thiền, ngồi bình yên buổi sáng là 1 tiếng. Và em tập thể dục cái bài phải tay với lại bài lại khí công. Thì em á, thì trước khi đi á, thì sức khỏe em hoàn toàn về biểu hiện bên ngoài và về mọi thứ thì nó biểu hiện rất là khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà đi kiểm tra tuyến vú á, thì bác sĩ cho theo dõi 2 tháng, tại vì khi mà siêu âm á thì bảo là có hạch, thì khi mà chụp X quang á thì lại có cái theo dõi tổn thương, họ nghi ngờ ác tính thôi chứ họ vẫn chưa kết luận, bác sĩ chưa kết luận và theo dõi 2 tháng. Thì
thầy cho em hỏi lần rằng là em thanh lọc 21 ngày như vậy là đã đủ chưa hay là tiến trình như thế nào thì thầy giúp em. Tại vì 2 tháng là đi kiểm tra mà em cũng có niềm tin là nó sẽ hết. Dạ. Thầy đã có chia sẻ cho đại chúng, tức là một trong 7 đối tượng, tức là chúng ta có 7 đối tượng đặc biệt, thì mình xem thử coi mình có nằm trong một trong 7 đối tượng đó hay không. Và mình nếu như mình có một trong 7 đối tượng đó thì mình sẽ xem thử xem là mình bị vướng phải bao nhiêu cái, và mình cần phải thực tập một cách nghiêm chỉnh ít nhất là 3 tuần lễ nha, ít nhất là 3 tuần lễ. Nhưng mà thật ra bây giờ mà có đi kiểm tra trở lại hay không kiểm tra trở lại thì cái đó không phải là vấn đề quan trọng. Mình phải là cái người kiểm tra chính mình phải là cái người cảm nhận chính mình, và mình phải là cái người mình biết mình có thực tập nghiêm chỉnh hay không, thực tập cả bên ngoài lẫn bên trong, rồi mình có kết nối với cái khu vực đó hay không, cái cơ quan bộ phận đó hay không. Vậy thì nếu như mình thấy mình làm chuẩn chỉnh rồi, mình thấy cái sự cải thiện về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần mình nó đã có cái sự cải thiện, thì mình có thể lấy cái đà đó mình tiếp tục mình tăng lên 5 tuần hay là 7 tuần ra, thì cho nó không phải là nó chỉ cho cái vấn đề đó không thôi mà nó cho toàn thể cơ thể của mình luôn. Cách thứ hai nữa là nếu như mình chưa có sẵn sàng, mình đang còn bận rộn công việc chưa sắp xếp để mà làm tiếp tục, thì mình cũng có thể là nghỉ ngơi một vài tuần lễ, rồi sau đó mình sắp xếp mình làm một cái liệu trình khác 3 tuần, 5 tuần, 7 tuần. Theo thầy thì không cần thiết phải đi kiểm tra. Tại vì bây giờ lấy ví dụ, nếu mình đi kiểm tra mà nó sạch sẽ, nó tốt đẹp rồi thì mình có cái niềm tin, niềm vui. Nhưng mà rồi sau đó cái quan trọng hơn là mình có tiếp tục duy trì cái sự thực tập của mình hay không. Nếu mình không tiếp tục duy trì cái sự thực tập của mình mà mình chủ quan, mình nghĩ rằng mình mới thực tập 3 tuần mà nó đã có kết quả tốt rồi, cái mình buông, thì như vậy sau đó có thể nó sẽ trở lại. Nhớ là không có gì tồn tại mãi với thời gian. Còn giả sử như giờ mình đi kiểm tra mà mình thấy nó chưa chuyển hóa, thì có khi là mình có nhận thức ra là cái sự thực tập của mình đã chuẩn chỉnh hay chưa. Nếu mình biết rằng mình chưa chuẩn chỉnh thì bây giờ mình cần phải chuẩn chỉnh nó trở lại. Chứ còn có khi là mình đi kiểm tra trở lại, mình thấy nó chưa có chuyển hóa hết thì mình lại buồn, lại lo, thì như vậy nó không phải đúng. Thành ra là cái vấn đề đi kiểm tra nó chỉ là cái xác chứng cái sự thực tập của mình. Vậy thì cái cách tốt nhất là mình sẽ tự kiểm tra cái sự thực tập của mình, và mình sẽ quyết tâm nếu có thời gian thì mình sẽ tiếp tục luôn cho đủ 5-7 tuần, và càng thực tập thì phải càng sâu hơn, càng lắng hơn, càng thấy chuyển hóa hơn cả thân lẫn tâm. Còn nếu mà chưa có sự chuẩn bị thì mình tạm ngưng, rồi mình đi làm việc, rồi mình tìm một cái thời gian sắp tới mình thực tập tiếp. Chứ còn bây giờ đi kiểm tra thì có thể nó vừa tốn tiền, có thể là nó sẽ làm cho mình chủ quan, vân vân. Cái đó nó chỉ cho mình cái kết quả thôi, nhớ chưa? Cố gắng tiếp tục duy trì sự thực tập nha. Một người nữa thôi. Ngô Thị Hồng, thầy cho con ạ. Ai? Cho con xem một xíu là gần xong rồi thầy. Em ngồi bình yên một tiếng là buổi sáng. Dạ. Với lại em tập hai cái bài đó thì có nghĩa là đã đủ chưa ạ? Tại vì so với cái liệu trình mà để đi đầy đủ đến đó thì nó không đủ. Nhưng mà như vậy thì đã là được chưa thầy? Thì thầy nói là mình phải tập lắng nghe cơ thể mình, có khi chỉ một cái động tác duy nhất là cái động tác tâm thể khí hay động tác phẩy tay thôi, mà mình làm cho nghiêm chỉnh là mình thấy, tức là nó đã chuyển hóa hết tất cả cho mình. Tại vì tất cả các bài tập nó đều quy về một cái nguyên lý là ý ở đâu thì khí đi tới đó, khí đi tới đâu thì huyết dịch đi theo. Và mình làm cái tâm ý của mình nó kết hợp với hơi thở, với động tác, thì dù là mình làm cái động tác nào nó cũng trở về cái đó. Và cái điểm quan trọng hơn nữa là thầy đã nói là gì? Cân bằng, đối xứng, hợp nhất, hoàn nguyên. Tức là từ cái động tác bên ngoài, từ cái tư thế bên ngoài đến cái tâm thức của mình bên trong. Vậy thì không cần nhiều, chỉ cần một cái mà mình làm cho chuẩn chỉnh là nó đã có kết quả rồi. Ok. Dạ, con chào thầy, con chào tất cả bà con. Trước đây là con đến với cộng đồng thì con chưa có chuyển hóa, nhưng con cảm nhận được là con ấy, nhưng mà con chưa có kể cụ thể gì với thầy cả. Hôm nay là được cái cơ hội này gặp thầy, cho nên là con cũng muốn nói trước thầy và nói trước bà con để mọi người sẽ nhìn thấy được là cái chuyển hóa trong con. Con là một bác sĩ Tây y, thì hồi nào giờ là con uống rất là nhiều thuốc, nghĩa là con có rất là chiến thức bệnh cho con mang theo lòng vòng, mà con uống thuốc đi nhiều ghê lắm. Chính vì vậy mà trong vòng một năm trước đó, khi con đến với thanh lọc thì con nghĩ là con có rất là có phước, có duyên, cho nên là con mới được đến.
À, đầu tiên là bạn bè của con và kể cả con không ai hề tin tưởng về cái phương pháp mà con nói thì tại con vẫn nói đi nói lại, nghĩa là ngoài tây y cả. Cho nên đến khi mà cái phước sau đó con đến được đó thì con bỏ thuốc hoàn toàn. Một năm qua con có chứng bệnh ha, giờ con kể chứng bệnh này, con ngoại tâm thu con đốt 2 lần rồi nè, con rối loạn tiền đình thường xuyên, con uống thuốc liên tục rồi, con cái trĩ của con nữa, rồi con lại có cái men gan rồi mỡ máu rồi thoái hóa khớp rồi, nói chung là một dân bệnh táo bón rồi nữa tùm lum á. Thế là con uống miết uống miết, lúc nào con dùng thuốc mà một năm nay cũng không hề dùng một viên thuốc nào thầy. Và con thật sự là ban đầu con cũng không sẽ nghĩ là con ngồi thiền được gì đâu, con không biết gì hết á, con cũng không biết là con sẽ ăn thực vật luôn, nhưng mà bây giờ tất cả những cái điều đó con đã làm được hết. Con ngồi thiền thường xuyên rồi, con ăn thực vật, và có lẽ là con bình yên, và con nghĩ với giờ đến già con chẳng uống thuốc nữa một năm qua. Cho nên là con rất là biết ơn thầy, con hết lo lắng, nghĩa là ngày đó con cũng rất là lo lắng, con kêu trời ơi, người mình eo uột như thế này thì không biết bao giờ cho mình mắc đến ung thư. Và thực cái khi mà chưa đến ung thư với thầy thì con cũng không biết là giải quyết ung thư bằng cách nào, con nghĩ nếu như con mắc ung thư thì có khi con đi điều trị đã tây y rồi con cũng chết, con nghĩ vậy. Nhưng mà bây giờ trong con rất là tự tin, cho nên con đem hết tất cả các cái nhiệt huyết này truyền lại cho bà con. Và con cũng nói thiệt với thầy là khi mà con đi cái khóa nào cũng vậy, con đem hết cái nhiệt huyết của con ra con kể cho bà con nghe, nghĩa là con biết ơn thầy nhiều lắm mà. Một lần nữa là bây giờ là con tự tin để mà sống khỏe mạnh, con cảm ơn thầy. Con Rồi, cũng đảm nhiệm cho nhà con cảm theo ơn rất là nhiều. Tô Mai. Thì như thầy nói đó, tức là mình phải cảm ơn cái nhân duyên và cái phước báo của mình, tức là có những người có nhân duyên được giới thiệu đến, nhưng mà mình không có đủ phước, mình không có đủ cái ý chí để mình thực tập, mình không có đủ cái tình yêu thương cho chính mình. Và khi mình có đủ cái tình yêu thương cho chính mình, có đủ cái niềm tin cho chính mình rồi, thì mình thực tập, và mình càng thực tập nghiêm chỉnh bao nhiêu thì mình được lợi lạc bấy nhiêu. Và thực sự thì nếu như mà đã bước vào cái phương pháp này thì phải nắm cái nguyên lý cơ bản, là mình hiểu rằng là tất cả nó đều trở về bên trong hết. Tại vì những cái thầy chia sẻ là những cái mà nó rất là cơ bản. Vậy thì nếu như mà mình bị những cái bệnh cấp cứu, thì nó lấy ví dụ như mình bị tai nạn, gãy tay, gãy chân, thì mình cần cái ngoại khoa để nó can thiệp vào. Và ngay cả cái ngoại khoa đó nó can thiệp, nó vẫn phải dựa trên cái nguyên tắc của luật vũ trụ. Nếu mà không đồng ứng, không hóa ứng, thì cái đầu mạch máu với cái đầu thần kinh nó dính nhau là mình chết rồi. Hay là nếu không có lực hấp dẫn thì đầu mạch máu bên này đâu có nối với đầu mạch máu bên kia, cái đầu sợi cơ này đâu có nối với đầu sợi cơ bên kia. Thì nó tất cả những cái ngoại khoa nó can thiệp, nó vẫn phải dựa trên luật vũ trụ. Vậy thì khi mà mình có cái niềm tin mình biết rồi, thì tất cả những cái bệnh tạm gọi là không phải ngoại khoa, không phải cấp cứu, thì mình đều phải chuyển hóa qua chế độ sinh hoạt của mình hết. Do vậy thì tất cả những cái bệnh mà mình càng sử dụng tây y, chỉ nổi một cái thì thấy cái rối loạn tiền đình thôi. Nếu mà anh không thanh lọc mạch máu, hay là nếu mà anh không có thư giãn ra, anh căng thẳng cái, thì cái người bình thường vẫn bị co thắt như thường. Vậy thì cái việc mà mình duy trì thực tập hàng ngày rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói với vị là dù cái người chưa thành công thì mình cũng có cơ hội để xem lại cái sự thực tập của mình. Còn cái người mà đã thành công rồi cũng vậy, phải xem lại cái sự thực tập của mình và tiếp tục duy trì sự thực tập, chứ đừng thấy mình có kết quả. Cái người nào càng có kết quả nhanh bao nhiêu thì mừng đấy, nhưng mà coi chừng mình bị rơi vào cái chủ quan, mình bị rơi vào cái chủ quan, và sau đó là nên buông trở lại theo cái tập khí thói quen của mình, thì như vậy cái nó sẽ trở lại bệnh ngay lập tức đó. Thành ra cái vấn đề là chúng ta cần phải tỉnh thức, cần phải yêu quý mình, và cần phải duy trì cái sự thực tập, không cần nhiều. Thà quý vị làm đều đặn, nó ít một cái bài tập thể dục, một cái ngồi bình yên, không cần ngồi 1 tiếng, chưa ngồi được 1 tiếng thì giờ nửa giờ thôi, nhưng mà cứ đều đặn mỗi buổi sáng nửa giờ, mỗi buổi tối nửa giờ, chưa có 1 tiếng hồ tập thể dục thì giờ bỏ ra 15-20 phút tập cái bài phẩy tay đơn giản, hay là tập cái bài tâm thể khí 28 phút thôi, thì mình cứ làm đều đặn như vậy là bảo đảm quý vị sẽ thấy cái sự chuyển hóa của mình rất là tuyệt vời. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà, thầy phải đi rồi nha. Rồi các nhà cứ tiếp tục, và ban tổ chức sẽ ghi âm cho thầy, xong rồi đến lúc mà thầy xong lớp thì thầy sẽ nghe lại, và cần trả lời câu hỏi gì cho bà con thì thầy sẽ trả lời cái câu hỏi đó, và thầy cũng sẽ post lên YouTube. Rồi chúc bà con một buổi tối thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều lợi lạc và bình yên. Biết ơn thầy, Dạ. chào thầy ạ. Dạ.